베트남에 왔습니다. 여러분 여기는 베트남 유명한 살 베트남어로는 루어 그리고 베트남의 설에 빠질 수 없는 전통 베트남 떡 그리고 여기 한국 떡 영상 찍고 있어요. 지금 우리 베트남 중부 허이 안에 왔습니다. 여러분 과연 아시죠? 네, 모르면 지금 알아보면 돼요. 안에 오시면 이렇게 집은 천장이 낮아요. 이렇게 지금 한국에 왔습니다, 여러분. 안녕하세요. 환영합니다. 새해 복 많이 받으세요. 한국말 써 있잖아. 중목남머 해피 뉴 이어. 거기 뭘까요? 저기 보이는 저것은 두둥 복주머니. 만두 아니야? cái này là năm mới là mừng tuổi cho Lê Hên nha. Bác nói xe hê. Bác nói đi. Xe hê. Bác cất rồi. Bố. Mà đi. Thật tư xe hô.
Trời ơi. Trời. Là năm mới con cho cái mấy chúc bà ngoại luôn mà trẻ nè. Lúc nào cũng cười vui vẻ, ăn uống gọi là sao? Bé ngoan. Bé ngoan bé khỏe. Ngủ ngon nha. Không lâu với tụi con. Ngoan trưởng không? Chúc bà một mùa xuân hạnh phúc vô vô. Xin chúc con một mùa xuân y lòng. Xin chúc con một mùa xuân ấm êm. Và chúc con một năm mới. Bây giờ phát tổ số 1 đi. Rồi số mấy? Rồi số 5. Con một phần quà số 5. Chúc mừng năm mới. Rồi bài tiếp theo. Chúc mừng năm mới. Số 2. Không có mua chú. Tổ chức nha, không mua nha. Số 2. Chúc mừng năm mới. Thôi đi, thôi dài luôn, thôi dài luôn. Năm mới! An khang thịnh vượng! Vạn sự nha!